Chào các bạn một buổi chiều của ngày 22 tháng 3 năm 2021. Hôm nay Hiệp mời các bạn cùng Hiệp chúng ta đi làm những thước phim YouTube nha các bạn. Bây giờ Hiệp chính thức làm cái kênh YouTube. Ngày hôm nay cái điểm đầu tiên Hiệp muốn mời các bạn đi cùng với Hiệp để chúng ta cùng quay một cái đoạn phim và cũng chia sẻ với các bạn những cái thắng cảnh đẹp của đất nước Na Uy. Hôm nay cái trạm dừng chân của chúng ta đầu tiên á, chào các tất cả các bạn hãy chào chung nha. Hôm nay cái trạm dừng chân đầu tiên mà Hiệp muốn đưa các bạn đến đó là cái cảng biển tại giữa thủ đô Oslo, đó là Akebrygge, Oslo Akebrygge. Tại sao mà Hiệp phải dẫn đưa các bạn đến? Thưa các bạn, nói đến Akebrygge là nói đến một cái bến cảng mà phải nói rằng nơi đó nó nhộn nhịp và sầm uất, bởi vì khi mà đến một cái thủ đô hay là một đất nước nào đó thì cái bến cảng luôn luôn là cái nơi mà du khách phải đến để mà thưởng thức và để mà ngắm nhìn cái vẻ đẹp của cái bến cảng. Và nơi đó là cái nơi mà tập trung tất cả những dịch vụ ăn uống, nhà hàng, buôn bán, rồi tất cả những cái vẻ đẹp của thành phố nằm đó các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta tiến lại gần những cái chiếc tàu. Đây là một trong những cái bến cảng mà người dân nếu không có mùa dịch, cái dịch cúm này thì mỗi buổi sáng thì có những chiếc ghe, mình gọi là chiếc ghe đi, tại nó nhỏ hơn chiếc tàu ha, thì họ đi đánh cá. Họ đi đánh cá và buổi sáng sớm á, nếu ai muốn ăn cá tươi á, ăn cá tươi á, thì khoảng chừng 6 giờ sáng là tàu nó cập bến. Thì 5-6 giờ sáng là tàu cập bến. Thì người dân Việt Nam mình, một số các ông bà và các anh chị thích ăn cá tươi đó, thì chạy xe ra đây. Chạy xe ra đây thì nó có một cái chiếc ghe mà họ bán cá. Mà từ lúc mà Hiệp định cư ở đất nước này cho tới giờ này, hai mấy năm rồi, cho tới giờ này cái chiếc ghe đó nó vẫn hoạt động. Và coi như là mỗi một ngày như vậy là cái ghe đó nó cập bến sớm. Và sau đó thì có cá, rồi cua, rồi có tất cả như mọi hải sản người ta đánh bắt vớt, bởi vì mình có thể mua. Bây giờ mình tiến lại gần mình xem ha. Bây giờ thì không còn đâu, tại người ta bán buổi sáng thôi. Đây các bạn, đây đó, trước mắt đây là cái tòa thị sảnh này. Thì tòa thị sảnh này, cái mặt chính của nó đó, cái tòa thị sảnh này mà các anh chị, cái mặt chính của nó là nó xoay về hướng về bên trong thành phố, còn cái mặt sau của nó là nó hướng về ra ngoài cái bến cảng. Cái mặt trước Hiệp chưa cho các bạn xem, nhưng mà Hiệp sẽ dùng một ngày, một lúc nào đó Hiệp sẽ quay toàn bộ cái lối kiến trúc và cận cảnh cái tòa thị sảnh này, và mình người dân được phép vào đi vào trong đó tham quan này các bạn. Bây giờ cái mùa dịch cúm thì có thể họ đóng rồi, nhưng mà để lúc nào mà khi mà dịch cúm nó bớt á, nó giảm bớt á, thì Hiệp sẽ đi vô trong cho các bạn xem cái kiến trúc và cái cách trưng bày bên trong đó như thế nào ha. Đây các bạn, mình dễ chỉnh sửa hơn là mình quay một cái đoạn phim nó dài dằng nhẵng là mình. Đây các bạn, rồi đi gần hết pin rồi, bây giờ phải cắm cái GoPro này, nó dở lắm. Nó có cái là nó, cái yếu điểm của nó quay rất là rõ, nhưng mà nó có yếu điểm là nó rất là mau hết pin. Đấy rồi. Đây là cái phóng cảnh tại Akebrygge các bạn nha. Một lát nữa qua cái Hiệp chia sẻ tí xíu về những cái thông tin của cái bến cảng này, về lịch sử cũng như là hiện tại cái sinh hoạt như thế nào các bạn.
phim mới. Đây, chỗ này là xếp Binlet Teha, là mua vé ở đây ha. Mua vé ở đây. Rồi bắt đầu đây là trong này á, là cái nơi mà nếu mà du khách mà lạnh quá thì vô trong đây ngồi ha, vô trong đây ngồi. Đó, đây cũng là nơi bán vé luôn. Rồi, rất là ấm áp, trong đây có lò sưởi quá lớn. Đi tiếp ra ngoài bên này, đi tới coi con phà này chưa chạy. Con phà này nó tên là Kong Ren. Có một con phà tên là Droningen nữa, là hoàng hậu nữa. Đây, con phà này đây. Con phà này bây giờ nó nằm treo gieo ở đây rồi. Nó để ít kê traffic, có nghĩa là không có di chuyển nữa. Các bạn xem, nó để cái chữ không di chuyển kìa. Chắc là do dịch cúm không ai đi hết bây giờ. Nhưng mà sao nó vẫn nổ máy. Vua cũng nằm một đống luôn mà. Con tàu này có tên là nhà vua. Đây các bạn. Các bạn thấy đây có một số các nhà hàng, chẳng hạn như cái nhà hàng Olivia này nè, nó có một cái món rất là ngon, đó là món sò hấp ăn với bánh mì và ăn ngon lắm. Cái nhà hàng Olivia này của Ý nó có những món ăn rất là ngon các bạn, nhưng mà bây giờ đóng cửa hết luôn rồi các bạn ơi, đóng hết luôn rồi. Đúng rồi các bạn ơi, nó chỉ có thay quay thôi. Có nghĩa rằng ai muốn ăn thì mình lên cái trang web hoặc là của nó, là mình đặt hoặc mình gọi điện thoại, mình đặt qua cái app của nó đó, rồi sau đó là mình tới mình lấy thôi. Nó chỉ là thay quay, là mang theo thôi, chứ không có được ngồi ăn đó. Kệ cho người ta có con đường ta sống đấy chứ. Rồi đây có một cái tiệm kem thì vẫn còn mở, ok, để cho du khách có thể đi làm ly kem hay là làm cái kem. Rồi có một cái nhà hàng nổi đây nè. Thường Hiệp cũng hay ngồi đây uống bia vào mùa hè, đi làm về ghé ngang qua cái nhà hàng nổi này các bạn. Bia rất là ngon và thức ăn rất là ngon. Bây giờ đóng luôn rồi các bạn ơi, đóng luôn rồi. Buồn quá, khung cảnh quá buồn, nhưng mà không sao. Rồi tới coi cái anh chàng này, cái người đúc bằng đồng này, cái cô gái này ngồi phơi nắng nè các bạn xem nè. Đây. Mình đi tiếp ha. Hình này mới nè, cái hình này mới nè, cái hình đồng này, cái tạc tượng đồng này mới nè, hồi xưa chưa thấy nè. Đây là hình giống như là con quỷ vậy. Cái này con quỷ chứ không phải thiên thần đâu nha, con quỷ. Xong tao bảo con quỷ ở đây không biết, là chẳng hiểu nữa. Con quỷ đạp lên trái đất.
con quỷ đạp lên trái địa cầu, chắc nó muốn thống trị địa cầu sao vậy? Đây là con quỷ, nó đạp trên trái địa cầu, trên nó có hai cái cánh. Chắc cái hình nghệ thuật gì thôi, nghệ thuật gì nhìn thấy ghê quá. Trước mắt các bạn là hai con phà nó quay trở lại bến, hai con phà. Phà đang cập bến, nó luôn chuyển như con thoi đi suốt ngày nữa, mặc dù có vài người khách nó cũng vẫn đi. Phà cập bến nha, phà cập bến. Phà cập bến rồi, bây giờ mình đi tiếp. Đây là những chú chim người ta cho ăn bánh mì, khách người ta cho ăn bánh mì. Bây giờ mình đi ra cái cầu ngoài đó, mình chia sẻ, Hiệp chia sẻ các bạn về cái nét sinh hoạt của cái bến cảng này ha. Hiệp cũng đã tìm hiểu rồi, nhưng mà bây giờ đang nói chuyện không có chia sẻ, bây giờ ra đây chia sẻ ha. Thì bước qua cái cầu này. Rồi phía bên bờ bên kia đó là cái Oslo Festning, là một cái pháo đài của thủ đô Oslo, cái pháo đài cổ xưa rồi. Nơi đó du khách khi mà tới thành phố Oslo này là cũng phải ghé qua thăm cái pháo đài đó, rất là đẹp ha các bạn.
quay cái đoạn cầu này. Đây cái cầu rất là đẹp. Phải nói rằng Hiệp không ngờ, Hiệp không nghĩ rằng con người mình nó có những cái đầu óc sáng tạo và nó thông minh, mà các bạn nhân người đứng đây á, mà cái gió mát của cái hơi nước biển nó lên á. Nè các bạn coi. Rồi hai bên này, bên trái bên phải. Bên trái bên phải là những cái những căn gọi là mình phải gọi là những cái căn apartment, coi như những cái căn hộ rất là xa xỉ luôn á. Hiệp nghĩ những căn hộ này với người bình thường mua không nổi đâu. Đây các bạn. Em chào anh Trọng Toàn Phan nha. Bây giờ Hiệp mới nhìn xuống, lâu lâu Hiệp liếc mắt xuống để coi các anh chị nào thân quen đi vào xem. Đây các anh chị nào mà có dịp tới Oslo phải ghé bến cảng này nha. Hiệp nghĩ rằng cái dịch cúm này mong sao mọi người chích vaccine càng nhiều thì nó càng giảm cái sự lây lan, thì sinh hoạt trở lại bình thường. Đây có một người khuyết tật, một người khuyết tật họ đi dạo trên cái cầu này. Đây cái điểm Hiệp muốn dẫn các anh chị tới là cái điểm đằng xa đó. Đó là một trong những cái nơi nó có một cái nhà hàng, một cái tiệm cà phê rất là dễ thương. Rồi từ nơi đó mình có thể bước xuống mặt biển, xem mình có thể ngâm chân và có thể mình tắm ở đó cũng được các bạn. Đây mình xem đây. Nhiệt độ hôm nay tại thủ đô Oslo là 12 độ. Bây giờ bắt đầu càng về chiều thì bắt đầu nhiệt độ nó càng giảm nữa rồi. Trong những ngày tới, tuần tới là trời rất là ấm rồi. Rồi cái con phà nó tiếp tục nó nhổ neo nó đi, các bạn thấy không? Con phà nó đi kìa. Nó đi rất là êm. Nó không có nổ xình xịch như là những con phà cổ hồi xưa đâu. Biết nó chạy bằng cái động cơ gì mà nó êm dữ không biết nữa. Có những cái nhà hàng rất là sang trọng, rất là đẹp luôn. Ở đây có một cái nhà hàng Mr. 7, cách đây giờ không biết còn hoạt động hay không, nhưng mà đồ ăn rất là ngon và khung cảnh trong đó rất là đẹp. Và cách bài trí và cách trưng bày của gia chủ cái chủ nhà hàng Mr. 7 rất là đẹp. Không biết giờ năm nay còn hay không thì không biết nữa. Lâu rồi không đi lại. Rồi xem. À chào bé Cát Linh nha. Các bạn xem đây. Các bạn xem. Các bạn xem cái dòng nước này. Nó không có một cái mẫu tàn thuốc nữa các bạn. Các bạn nào đang xem Facebook thì cũng phải nhớ xem cái thước phim này trên YouTube, trên cái kênh Hiệp Nguyễn Cuộc Sống Nha các bạn nha. Các anh chị nhớ nha. Hiệp về Hiệp sẽ đưa lên. Tại Hiệp nghĩ là xem ở trên YouTube thì mình ngồi yên tĩnh và mình xem nó được liên tục hơn. Ok, bây giờ Hiệp đi tiếp cho các bạn xem. Bây giờ mình đi ra ngoài cái nhà hàng, cái tiệm cà phê kế bên cái bờ biển này cái đã. Đây nè. Ai muốn chụp hình mà giữa những cái cầu, đây là một cái cây cầu này mà nó để cho những cái chiếc tàu, những chiếc cano chứ, đúng là cano nó neo. Bây giờ mùa dịch cúm cano nó cũng bị lây sao mà dùng ít rồi, còn chỉ có mấy chục chiếc ở đây thôi. Chào anh Duy Thanh Vũ, anh khỏe không anh? Dạ. Ok, bây giờ mình đi tiếp ha. Chà, cái chỗ này nó giống như là trang hoàng để cho các cặp đôi đám cưới sao mà giống đám cưới quá vậy? Không phải, đây là chỉ là một cái nhà hàng họ để bên ngoài, bây giờ đóng cửa luôn rồi, quá tội nghiệp luôn các bạn.
giờ mình ra cái hàng này trước đi, rồi sau đó rồi mình mới chia sẻ các bạn cái kiến trúc hiện đại của các tòa nhà, cái căn hộ ở đây. Đóng cửa hết rồi các bạn ơi, đóng cửa hết rồi các anh chị. Khổ dữ sợ. Thời gian này là thời gian Hiệp đọc thông báo thì được biết rằng đó là cái cơ quan mà nó cơ quan gọi là an sinh xã hội của Na Uy, nó gọi là NAV, cái tên tắt nó gọi NAV, NAV á quý chị. Trong thời gian này Na Uy một số các thị xã cũng như thành phố xuống lockdown, thành ra họ cũng cái số người tăng, cái vấn đề thất nghiệp rồi xin tiền ăn xin tiền trợ cấp xã hội á nó cũng gia tăng được các bạn, tại vì nó là như vậy thôi, tại vì lockdown rồi tất cả các nhà hàng rồi tất cả các dịch vụ đóng cửa thì người ta đâu có công ăn làm, một số nơi người ta phải đình trệ rồi người ta phải cắt giảm nhân viên rồi người ta cho nghỉ tạm thời, thành ra mình phải kiếm phải xin tiền một số tiền thất nghiệp hoặc là tiền an sinh xã hội để mà sống qua cái thời gian đại dịch này chứ. Những cái nào vệ sinh, những cái tiệm nhỏ này thì họ cho bán. Tại đây là những cái cửa hiệu nó bán thực phẩm rất là quan trọng cho người dân. Mà bán đồ bây giờ nó cũng thê thảm quá, nó cũng lèo tèo, cũng được trái cây cũng lèo tèo thôi, không có dồi dào như hồi xưa. Thấy không? À, thấy không? Cảm ơn anh, em khỏe anh. Dạ. Anh khỏe chứ ha. Ok, bây giờ cùng Hiệp chúng ta tiến ra cái công trình kiến trúc này nó mới độc đáo nè. Mình cứ nghĩ tưởng tượng đây là một cái bến cảng mà họ xây tất cả nhà cửa nó trên mặt biển hết. Trên mặt biển hết. Dạ. Sao mà im lìm mà không biết nữa. Vắng vẻ quá, yên tĩnh quá. Đây có một cái tiệm kem tên là Paradis. Tiệm kem thiên đàng. Tiệm kem thiên đàng đóng cửa luôn. Đây cho các bạn thấy cái lối kiến trúc hiện đại của cái bến cảng Akkaebrygge của Na Uy giữa thủ đô Oslo các bạn ha. Đây các bạn xem. Thật sự những ai mà muốn đi dạo trên cảng, trên bến cảng này thì nghĩ là đi vào cái giờ này là thích hợp nhất. Thứ nhất là khi ánh nắng chiều hoàng hôn xuống và cái giờ này đi là cái giờ sau giờ đi làm, cái giờ này nó rất yên tĩnh, nó tạo cho người đi nó thoải mái nữa. Giờ này giờ giờ đi dạo rất là thích hợp đó các bạn.